Ban biên tập 24 giờ xin chúc quý vị một ngày sức khỏe, vui vẻ để cùng đón xem chương trình 24 giờ của chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính. Những tin chính vừa rồi của chúng tôi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Ban biên tập 24 giờ rất vinh dự được quý vị đồng hành cùng bản tin trong thời gian vừa qua. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Những bản tin lũ lụt nóng nhất hiện nay. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin ngày hôm nay mùng 3 tháng 7 năm 2023. Các bạn thân mến, cảnh chấn động nhất hôm nay tại Trung Quốc, một hình ảnh đầy đáng thương và tội nghiệp, cảnh nhà cửa xe cộ bị cuốn trôi cùng những đàn gia súc mà dân Trung Quốc gần đây thường gọi là đám bèo, không biết sẽ trôi đi đâu về đâu. Nó luôn sợ nước sông đánh vùi dập. Đó chính là cảnh tượng thê lương đang xuất hiện tại đất nước Trung Quốc trong những trận mưa kinh hoàng khi hơn 5 triệu người dân miền Trung Trung Quốc sẽ được ví như đám bèo hứng chịu những trận lũ. Và sau trận lũ với tốc độ hơn 200 km/h, diễn biến thực sự của nó như thế nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi tiếp bản tin chi tiết sau đây mà chúng tôi vừa nhận được. Kính thưa quý vị, trận lũ lụt năm 2022 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân Trung Quốc và năm nay lại tiếp tục xuất hiện lượng mưa lớn. Gần đây, nhiều tỉnh hạ lưu sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang, gồm Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Huy Giang, Giang Tây và Tứ Xuyên bị mưa lớn tập kích, 36 con sông vượt mức cảnh báo, các quan chức Bộ Thủy lợi cho biết. Không loại trừ khả năng lũ lụt kể từ ngày mai, nhiều tỉnh thành địa phương ở Trung Quốc bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Tứ Xuyên, Quảng Đông sẽ xảy ra mưa lớn. Lượng nước của 6 con sông vượt qua mức cảnh báo và một số thành phố đã xảy ra lũ lụt. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy ở thành phố Nam tỉnh Quảng Tây, mưa xối xả và thành phố như biến thành đại dương. Sáng hôm nay, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 12 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp các quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Thưa quý vị, theo thông tin đã được một tờ báo địa phương đăng tải cho hay, vào lúc 2 giờ 38 phút rạng sáng ngày 3 tháng 7 năm 2023, một trận lũ ống cao gần bằng một ngôi nhà 7 tầng đã tràn qua 3 tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo chiến đê của một nhánh sông Dương Tử với tốc độ khá nhanh và với một lượng nước khổng lồ đã nhanh chóng vùi lấp san phẳng một khu tự trị của Trung Quốc. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận lũ ống đêm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này làm cho các tỉnh lân cận của Tứ Xuyên, Giang Tây, An Huy và Quý Châu vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự giận dữ của thiên nhiên và lũ lụt vào sáng ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng thê thảm hơn. Điều này đang được cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các chuyên nghiên cứu về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống, lũ quét vào rạng sáng ngày hôm nay lại kinh hoàng đến như thế. Mọi sơ tính, tính toán phòng thủ của chính quyền ông Tập Cận Bình đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều luồng ý kiến trái chiều cho rằng đây có thể là nhân quả báo ứng đang giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì tính từ giữa tháng 5 cho đến bây giờ, Trung Quốc liên tục phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời đất. Theo thống kê, từ tháng 5 2022 cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn đến bão tố, phong ba mịt mờ, gây lốc quét, lốc xoáy, sạt lở, vỡ đê, vỡ đập, sóng thần liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ Trung Quốc và những người dân vô thần của nước này. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, lũ ống từ thần lại tiếp tục dội xuống, đáng chú ý hơn là nguy hiểm rình rập con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc và cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Trận lũ ống cao tới bằng tòa nhà chung cư 6 tầng vào rạng sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7 năm 2023. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây ra cho thế giới, những phần lãnh thổ, lãnh hải mà Trung Quốc đã cướp đi với những nước trong khu vực, những gì chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì những ngày vừa qua, chính phủ của ông Tập Cận Bình đã nhận lại những đòn đau của luật nhân quả báo ứng. Nhiều ý kiến cho rằng, thay vì ông Tập Cận Bình đưa thuyền ra Biển Đông, Biển Hoa Đông tập trận, thì Bắc Kinh có thể đưa tàu chiến của mình bắn đất thật ở những nơi ngập lụt, bởi vì khắp Trung Quốc chỉ toàn nước là nước, có khác gì là Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết,
thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàng, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc. Hiện nay đã có những thảm họa thiên nhiên ra tay trừ hậu quả thay cho thế giới. Những quan điểm đã được nêu rõ ràng rằng thiên nhiên nên nhắm vào việc quan chức của chính phủ Trung Quốc, còn người dân họ chỉ là những người vô tội, chân yếu tay mềm. Sự ngông cuồng và xấu xa của chính quyền Trung Quốc thì mới đáng để thiên nhiên trừng phạt. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc đại lục, rất thương cảm cho những người dân của nước này. Bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình có lẽ chỉ là tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan công luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần 1 tháng vừa qua nên lượng nước ở thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông vào vùng trũng thấp của Trung Quốc, gây ra sạt lở nghiêm trọng, lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, các tỉnh phía Nam của Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp 2 vụ động đất với cường độ 5,8 độ Richter đến 8,2 độ Richter, khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và trơ trụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang do lượng nước xả từ 3 cửa xả khổng lồ của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ cao lên tới 50.000 mét khối trên giây đã tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 15 phút, nhưng những nơi đó đi qua đã thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới gần 2.000 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô lớn nhỏ, TV, tủ lạnh, đồ điện gia dụng bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, cây trái hoa màu đã bị tàn phá và tàn lụi. Bây giờ 26 tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhất là tỉnh Vũ Hán và Hồ Nam, Hồ Bắc vẫn chìm trong biển nước lên tới 4-5 mét, thậm chí những nơi trũng thấp lên tới 9-12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân ở Phượng Hoàng Cổ Trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tới 5-6 tầng bây giờ chỉ còn 1-2 tầng trên cùng là không bị ngập. Những tầng dưới bây giờ coi như chỉ để nuôi cá và nuôi tôm. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được, bởi chính phủ Trung Quốc mất nhiều năm nữa cũng không thể khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới, lượng mưa và lũ quét, lốc xoáy, sạt lở, động đất và nước lũ liên tục xảy ra tại 26 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh nó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen đủi đối với Trung Quốc khi các nhà phân tích cho biết rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của nước này. Họ rất hãnh diện khi nhắc đến những điểm du lịch này, nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay đổi tính nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên và ông trời sẽ nổi giận sang phẳng những nơi kể trên. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không tin cậy vào những người đứng đầu của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có một cuộc sống yên bình, một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó đang bị chính phủ Trung Quốc cướp đi bởi vì trên con đường danh lợi tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 thế giới vượt qua Mỹ và châu Âu. Chính ông Tập Cận Bình đã quá vội, đã mắc quá nhiều sai lầm hết tội này đến tới tội khác và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. 14 nước có chung đường biên giới với Trung Quốc, bây giờ chỉ có Pakistan là giữ mối quan hệ với cả Bắc Kinh vì chính Trung Quốc là mối nguy hại cho toàn cầu. Thưa quý vị, dường như những dị tượng rất thích xuất hiện tại đại lục mà nhiều người không hiểu lý do vì sao, khi mới đây lại thêm một tin sốc dẫn lời trang Soa vào sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 7 năm 2023. Vào khoảng 7 giờ 45 phút theo giờ địa phương, bầu trời tại Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện những chùm sét lóe lên một cách ma quái. Đây là kết quả của một cơn dông lớn kéo theo ở khu vực này. Hàng loạt tia sét rọi xuống thành phố Bắc Kinh và bị các cột thu lôi trên nóc cao ốc hút sạch, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang trời. Khoảng 15 phút sau thì tại khu vực quảng trường Thiên An Môn, hàng ngàn đàn quạ đen từ hướng đông bắc tụ tập thành đàn, bay tán loạn trên bầu trời Bắc Kinh, kêu la thảm thiết, gào thét như ai oán. Ai nghe cũng phải giận người. Người xưa có câu, đất lành thì chim đậu, đất dữ chim bay, quả là không sai. Trong đoạn video mà người dân quay lại được, hàng nghìn những con quạ này hóa thành những đám mây đen cả trời đất, đặc biệt là đám mây có hình dạng như quái thú khổng lồ, bao trùm mọi ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh. Nhìn vào video chúng ta có thấy đám mây này trông rất kỳ lạ, chúng phân rẽ ra một bên nắng, một bên mưa và cũng khiến cho bầu trời Bắc Kinh vốn nhìn trong bóng tối. Cảnh tượng không khác gì như đang dưới âm phủ vậy. Người dân Bắc Kinh khóc lóc nói rằng sắp tới lại có chuyện gì nữa đây.
Theo nhiều người cho rằng, điểm lạ nhất là xuất hiện như vậy thì trong vòng 7 ngày, nơi đó sẽ xuất hiện tai ương khủng khiếp. Còn nhớ, vào cuối tháng 1 năm 2020, một đàn quạ từng xuất hiện hàng ngàn con bay khắp bầu trời Vũ Hán. Mọi người dân không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi người dân ở Vũ Hán phát hiện ngay cạnh mình đã có người chết vì virus. Chính phủ Cộng sản Trung Quốc không thể che giấu tình hình thực sự. Mọi người mới nhận ra rằng chắc chắn ở đây có nhiều người tử vong. Cụ thể bao nhiêu thì có lẽ họ không rõ, nhưng nhiều tới mức kích hoạt ra phản ứng liên hoàn tự nhiên thì không còn là vấn đề đơn giản nữa. Tới lúc đó, mọi người mới biết những con quạ này sớm đã ngửi thấy mùi xác chết. Nói cách khác, chúng có thể ngửi thấy mùi của một người sắp chết mà con người chúng ta không có khả năng đó. Vì vậy, chúng sẽ lượn vòng quanh một người để chờ tới khi họ chết đi. Đó là lý do tại sao trong văn hóa Trung Quốc, kết quả được coi là điểm không lành và luôn được liên kết với cái chết. Trong khi dị tượng xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh cũng trong cùng ngày, người dân đã chia sẻ những đoạn video trên 750 con sông lớn ở Trung Quốc. Mực nước đang không ngừng dâng cao, vượt mức báo động đỏ cho phép, trong khi ở một số ngôi làng ở Tây Tạng và Tân Cương, hiện tượng lở đất lũ quét vẫn đang hoành hành. Nhìn vào video, chúng ta có thấy một phần của ngọn núi gần ngôi làng Soang của Tân Cương bị sạt lở nghiêm trọng, kéo theo một lượng lớn đất đá và cây cối sạt lở bụi bay mù mịt. Người dân Trung Quốc đang rất hoảng loạn trước hàng loạt những thiên tai ập xuống. Giờ đây người dân chỉ biết khóc lóc, ăn năn và van xin mẹ thiên nhiên hãy tha tội cho họ. Quay lại với cảnh tượng ở Thiên An Môn, người dân Bắc Kinh đã quay lại cảnh tượng kinh hoàng và chia sẻ rầm rộ trên trang mạng xã hội, cầu xin thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc sớm vượt qua những tai ương này. Hiện giờ, không chỉ người dân Trung Quốc và người dân cả thế giới đều lo lắng, hoảng sợ, luôn gửi đến lời động viên và trấn an người dân Trung Quốc vì không biết đàn quạ này sẽ xuất hiện mang theo những điểm gở gì. Kính thưa quý vị, phải chăng Trung Quốc tới ngày tận thế mà trong những năm gần đây, Trung Quốc đang phải chứng kiến nhiều thiên tai dị tượng bất thường liên tục xuất hiện ở khắp nơi, khắp đại lục, từ sóng thần, bão tố, lũ lụt, dị tượng gây sợ, đặc biệt là dịch bệnh. Thông tin trên cũng đã kết thúc video của chúng tôi ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và nhấn chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Những thông tin nóng nhất vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký để theo dõi những chương trình mới nhất của chúng tôi trong những bản tin tiếp theo.